chế độ vận chuyển thì đây chính là cái phần chúng ta cần lưu ý. Tất nhiên rồi là bởi vì là chúng ta thường thì là chúng ta sẽ để cái máy ở nhà, chúng ta cũng không có ý định là di chuyển đi đâu cả. Nhưng mà biết đâu đó một ngày đẹp trời khi mà chúng ta muốn đi picnic hay là muốn sang nhà bạn bè hay là muốn đến nhà bố mẹ chơi, đúng không ạ? Chúng ta có thể mang cả căn bếp này đi. Vậy thì chúng ta làm thế nào có thể vận chuyển được một cách an toàn nhất? Thì các bạn lưu ý ở trên máy này nó có cái phần là chế độ vận chuyển, chúng ta chạm vào đây chúng ta chọn ạ. Cái phần này thì nó sẽ có giải thích về cái việc mà chế độ vận chuyển nó sẽ ra làm sao. Sau đó ở dưới phần này có cái phần màu xanh có cái chữ kích hoạt và chúng ta chỉ việc kích hoạt chạm vào đây. Và như vậy là cái phần mà khóa van an toàn ở hai bên nó đã khóa vào, và lúc đấy là bạn hoàn toàn bạn có thể yên tâm di chuyển. Và khi mà chúng ta đến nơi thì chúng ta sẽ khởi động lại máy thì lập tức là cái phần mà máy này của chúng ta sẽ được kích hoạt và mở lại như bình thường ạ.